Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tây. Phần 19, lễ thứ 18. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới Bồ Đề Thụ Hạ Bảo Lan Thuận Biên Văn Diệu Pháp Âm Hoạch Vô Sanh Nhẫn Thọ Dụng Chủng Chủng Đại Thừa Pháp Lạc Phước Tuệ Uy Nghi Thần Thông Tự Tại Tùy Ý Sở Tu Ứng Niệm Hiện Tiền Nhất Sanh Bổ Xứ Chư Đại Bồ Tát Giai Do Nhất Hướng Chuyên Niệm A-di-đà Phật Nam Mô A-di-đà Phật Xưng ba lần. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới Bồ Đề Thụ Hạ Bảo Lan Thuận Biên. Ở cây Bồ Đề, cây cao nhất của thế giới Cực Lạc gọi là cây Bồ Đề. Cây đó rộng lớn, cao to cực kỳ, công đức cũng lớn cực kỳ. Cây này chư vị thấy sắc nghe tiếng, nhìn thấy cây rồi, nhìn thấy bóng của cây, nghe thấy âm thanh của nó, chư vị quán tưởng cây này đều được công đức bất khả tư nghị, có thể đắc ba loại nhẫn, thậm chí có thể đắc được vô sanh pháp nhẫn đấy. Cho nên cây này là thù thắng vô cùng đấy. Vì vậy mật tông chúng ta rất nhiều quán tưởng, quy y Cảnh Nha quán tưởng rất nhiều Mạng Trà La Nha. Ở bên trên cây Bồ Đề, chư vị đang nhớ, đang nghĩ cây này thì đạt được vô biên công đức. Ở bên dưới cây Bồ Đề, ở trên mép lan can bằng các thứ báo, nghe được diệu pháp, chứng được vô sanh pháp nhẫn đấy. Chứng được vô sanh pháp nhẫn, thế là Bồ Tát địa thượng rồi. Chứng vô sanh pháp nhẫn, thật sự chứng vô sanh pháp nhẫn là Bồ Tát bát địa. Lên nữa thì là cửu địa, thập địa, thập nhất địa là đẳng giác Bồ Tát, thập nhị địa chính là Phật rồi. Nói thêm một điểm thù thắng, thập nhị địa là diệu giác, rồi mới Phật. Cao hơn là thập tam địa, do đó đến được bát địa thì rất cao rồi. Thì cách Phật sai biệt một chút đỉnh, kề vai rồi. Người triệt chứng vô sanh pháp nhẫn là Bồ Tát bát địa, nhưng Bồ Tát sơ địa cũng có thể chứng. Cho nên sơ địa đến nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, mức độ chứng không giống nhau, nhưng đều có thể bắt đầu chứng. Đến bát địa thật sự đã chứng vô sanh pháp nhẫn, đã chứng pháp vô sanh rồi. Vì thế mọi người xứng tán này Hoa Khai Kiến Phật ngộ vô sanh đấy. Đến thế giới Cực Lạc Hoa nữa rồi thì thấy Phật, thấy Phật thì nghe Phật thuyết pháp, nghe được pháp âm đấy, nghe được pháp âm tự mình đã khai ngộ rồi, chứng vô sanh pháp nhẫn rồi. Chứng được vô sanh pháp nhẫn không phải là việc bình thường nha, chư vị lập tức là Bồ Tát địa thượng đấy, thế là lợi hại nha. Cho nên đây là pháp đốn cực kỳ nha. Thọ dụng chủng chủng đại thừa pháp lạc, vì vậy pháp lạc của Bồ Tát địa thượng chúng ta không cách gì nghĩ được đâu. Phước tuệ y đức, thần thông tự tại, tùy ý sở tu, ứng niệm hiện tiền. Cái phước tuệ này của họ, có phước có tuệ, vẫn nhất định công đức trí tuệ, phước báo, phước tuệ những phương tiện này đều viên mãn đấy. Phước cũng viên mãn, tuệ cũng viên mãn, phước tuệ y đức. Những người này nhất sanh bổ xứ đấy, thì không phải là Bồ Tát bát địa rồi. Thế nhất định giống Di Lặc, Phật Thích Ca Mâu Ni pháp này sau khi đều hết rồi, rồi đến một kiếp mới tiếp theo. Đến lúc tuổi thọ con người 84.000 tuổi, Bồ Tát Di Lặc đến, Ngài đã thành Phật, Ngài là nhất sanh bổ xứ, hiện tại đã ở Đâu Xuất đang đợi, tương lai Ngài cũng là xã Đâu Xuất, xuống cung vua, sau đó xuất gia, đắc đạo thành Phật,
chuyện pháp luân, sau cùng bát niết bàn, đây là nhất sanh bộ xứ. Những Bồ Tát nhất sanh bộ xứ này, sở dĩ phước tuệ, uy đức, thần thông của họ tự tại, tất cả đây tùy ý sở tu, ứng niệm hiện tiền đấy. Trong tâm nghĩ đến nơi nào thì là tâm vừa động thì điều hiện tiền đấy. Đây là nhất sanh bộ xứ đấy, giống Di Lặc như vậy đấy, Đại Bồ Tát như vậy. Hiện tại tuy rằng là Bồ Tát, là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, chính là dự khuyết vào Phật vị rồi. Giống như nói chư vị đã trúng tuyển tổng thống, còn chưa nhậm chức. Kết quả bầu cử, chư vị đã trúng tuyển rồi, nhưng vẫn phải đến lúc tổng thống tiền nhiệm đó vừa mãn mới giao chức vị cho chư vị. Trên thực tế, tổng thống kỳ tiếp theo không phải người khác, đã quyết định là chư vị rồi. Việc này đã được định rồi, cho nên làm Phật kỳ tiếp theo chính là Di Lặc rồi. Nhưng Ngài vẫn chưa có nhậm chức, chính là như vậy. Vậy phải đợi chờ. Đây là nhất sanh bộ xứ. Nhất sanh bộ xứ này là làm thế nào để thành nhất sanh bộ xứ hả? Giai do nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật nha. Do đó Bồ Tát thập địa đều không rời khỏi niệm Phật. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ này cũng do niệm Phật đấy, niệm A-di-đà Phật đấy. Vì thế chúng ta không thể xem nhẹ niệm Phật được đấy. Cho nên loại khái niệm này chúng ta nhất thiết phải chấn chỉnh trở lại. Hết thảy đây, cả Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, họ sở dĩ thành nhất sanh bổ xứ đều là do vì niệm Phật đấy. Bên dưới chúng ta đều phải nói Văn Thù Phổ Hiền đều đang phát nguyện muốn vãng sanh tịnh độ. Văn Thù là đại trí tuệ, thầy của bảy vị Phật. Ngài cũng phát nguyện, còn có ai trí tuệ có thể vượt qua Văn Thù chứ? Đều đang cầu sanh tịnh độ đấy. Hơn nữa là hạ căn thấp nhất cũng có thể đi nha. Cũng chính là nói, người bệnh mắc chứng nan y nghiêm trọng nhất, người bệnh hết phương cứu chữa đều có thể trị. Người cao nhất giống như Văn Thù Phổ Hiền đây đều không phải có tài không được phát huy nha. Họ cũng muốn đi, vì sao có khả năng rộng khắp như vậy đấy? Hết thảy đều không phải nhân tài không được trọng dụng, hết thảy đều có thể cứu. Hai điểm đầu này, do đó làm thầy giáo chính là sợ trình độ học viên không như nhau. Trình độ không như nhau chứ vì giảng thấp rồi, người trình độ cao không thích nghe, chứ vì giảng được cao rồi, người trình độ thấp nghe không hiểu. Thầy giáo không sợ gì khác, chỉ sợ học viên trình độ không như nhau. Thế giới cực lạc, trình độ này có không giống nhau đi nữa cũng đến cực điểm mà, đều có thể cứu đấy. Bất khả tư nghị nha. Vì thế tôi thường nói, những công khóa này, từ nhà trẻ đến viện nghiên cứu, là một sách giáo khoa đấy. Chỉ có Phật Pháp có thể, chỉ một câu A-di-đà Phật, chư vị thật sự niệm đến như vậy, một đời này quyết định vãng sanh làm Phật. Người này chính là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ mà lễ bái vừa rồi đã nói. Bên dưới bái này đang lễ bái gì? Lễ bái đó ở phương tiện hữu dư đồ, phạm thánh đồng cư độ hai loại. Vừa rồi lạy trên đều ở Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Thường Tịch Quang Độ, đây chủ yếu là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, tất cả đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc
tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Nam mô A Di Đà Phật.